Chào mừng các bạn đến với nhà đất Hoàng Vinh, nơi giới thiệu nhiều lô đất giá rẻ tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi thăm review 3 lô đất liên tục tại trên con đường Lê Niệm thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum các bạn nhé. Thì con đường Lê Niệm này nó sẽ nối với lại quốc lộ 14 hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh các bạn ạ, qua cái đoạn phường Lê Lợi. Thì cái lô đất cho tôi review thì nó cách cái đường quốc lộ 14 thì cũng khoảng có vài trăm mét thôi các bạn nhé, hết sức là gần quốc lộ. Đây là cái mảnh đất của tôi ngày hôm nay tôi muốn review cho các bạn, lô đầu tiên các bạn này. Lô đầu tiên này hết sức là rộng. Lô này rộng 15m các bạn ạ, hai mặt tiền. Thì mặt tiền 15m thì nó sẽ nằm ở phía đường Lê Niệm. Đường Lê Niệm là đường bê tông các bạn nhé. Đường bê tông rộng 8m. Và chiều dài của cái lô đất này thì sẽ là khoảng 46m các bạn nhé. Gần 50m. Lô đất này có 219m2 là thổ cư các bạn ạ. Hết sức là nhiều thổ cư. Một cái lô đất phải nói các bạn là hết sức giá trị. Hiện nay là chính chủ đang muốn giao bán cái lô này là khoảng tầm cỡ trên dưới 2 tỷ các bạn ạ. Đấy, hết sức là hợp lý luôn. Giá nó khoảng cỡ 130 mấy triệu một mét vuông thôi, một mét thôi các bạn ạ, một mét ngang thôi. Đấy, giá cả cũng có thật, tôi thấy cũng khá là ổn. Dành cho các bạn có thể mua để ở thì hết sức được. Còn ai chia các bạn mà mua để đầu tư thì tôi nghĩ là cũng vẫn ổn các bạn ạ. Bởi vì giá đất ở vùng cái phường vùng ven á thì nó sẽ nằm ở mức khoảng cỡ tầm 200 thì nó sẽ đứng giá các bạn ạ. Đối với những cái trục đường chính thì giá nó cao hơn. Nhưng đối với cái trục mà đường mà kiểu như đường bình thường, đường ngang thế này thì nó giá khoảng cỡ 200 là max maximum các bạn ạ. Thì nên cái tầm cỡ 100 mấy thì các bạn mua vẫn được các bạn nhé. Đây kia thì cái số điện thoại chính chủ, số điện thoại của chủ đất thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên cái biển đấy các bạn nhé. Chúng tôi chủ yếu là công tác review cho các bạn thôi. Các bạn nắm thêm về những cái lô đất và thực địa lô đất là như thế nào. Lô đất này thì tôi thấy là dài miên man các bạn ạ. 682m2 các bạn. Dài, rộng. Rất phù hợp cho anh chị các bạn mua để xây biệt thự. Làm những cái căn nhà có khuôn viên cực lớn. Hết sức là gọi là giá trị các bạn nhé. Con đường Lê Niệm này thì đường bê tông rộng 8m. Cách vài trăm mét thôi là chúng ta đã đến đường quốc lộ 14 rồi các bạn ạ. Hết sức là gần. Đấy, cũng hết sức là đẹp các bạn nhé. Tôi thấy đất đai ở đây thì bằng phẳng, đẹp. Nhà nào cũng có rất nhiều đất. Tôi thấy nhà nào hình như cũng phải mấy chục mét đất các bạn ạ. Lần đầu tiên tôi review một cái những cái lô đất ở trong cái cung đường Lê Niệm này. Cảm thấy hết sức là hào hứng các bạn ạ. Đây các bạn đối diện đây cũng là một nhà cũng hết sức là nhiều đất. Rộng thênh thang các bạn ạ. Với khuôn viên thế này các bạn trồng rau rồi nuôi gà, nuôi vịt rồi các kiểu là hết sức là thú vị. Đây này, đây nó có một cái mặt tiền nữa các bạn này. Mặt tiền này thì cái đường đất nó chỉ rộng khoảng chắc tầm khoảng hơn mét thôi các bạn ạ. Tầm cỡ 2m nhỉ. Chưa đến 2m các bạn. Tầm cỡ đó thôi, hơn mét thôi. Đấy thì lô đất chúng ta sẽ có cái chiều ngang là mặt tiền về cái hướng này. Đấy, hết sức là thông thoáng. Tôi sẽ đi ra phía sau các bạn. Con đường này thì nó đường đất này nó còn rộng dài về thẳng về phía sau nhiều nữa các bạn ạ. Hết sức là thuận lợi các bạn. Thông thoáng. Quá ổn các bạn. Đất thì bằng phẳng. Giá thì cũng gọi là mềm mại các bạn ạ. Tôi xin nhắc lại là lô đất này có cái chiều rộng mặt tiền đường là 15m, chiều sâu là khoảng 46m. Và thực tế nó khoảng cỡ 50m các bạn ạ. Có 219m2 là thổ cư. Tổng diện tích thì nó tầm khoảng cỡ 682m2 các bạn ạ. Đây các bạn để ý phía sau này. Phía sau có một nhà người ta cũng mua đất và người ta xây cái tường lên hết sức kiên cố các bạn ạ. Hết sức kiên cố. Các bạn thấy đất của cái nhà này cũng dài, cũng tít mù mây luôn.
Đây bên đây cạnh đây là có nhà các bạn nhé. Đây. Thì gia chủ đang trồng mì các bạn ạ. Đấy, bên cạnh kia cũng nhà cửa ất giáp rồi. Đất đai đây cũng khá là màu mỡ các bạn ạ. Nó giống như kiểu đất phù sa á. Đất phù sa pha cát. Đất đai trồng rau hết sức là hợp. Trồng rau mới là trồng những cây hoa màu á, là hết sức là hợp các bạn. Con đường này, đường đất này không biết sau này có đổ bê tông được không các bạn ạ. Hiện tại đang là đường đất thôi. Thì giá cả thì tôi thấy là rất là ổn định đấy các bạn ạ. Các bạn mua đầu tư cũng được, mà các bạn mua để ở cũng được các bạn. Đều hợp lý cả. Chỉ tội là với cái tầm giá thì nó cũng hơi vượt quá cái tầm tài chính của chúng tôi. Chúng tôi cũng có ý tưởng mua lô này các bạn ạ. Để gom tiền lại để mua lô này. Nhưng mà hiện tại thì chưa các bạn nhé. Anh chị các bạn cần thì cứ liên hệ trực tiếp với lại chính chủ. Ở đây nhà phía bên đối diện đây đang xây cái gì các bạn ạ? Xây tường phải. Đây cái nhà đây này. Và khi tôi review thì gặp rất nhiều những anh chị ở đây, người ta cũng muốn giới thiệu cho tôi những cái lô đất các bạn ạ. Thì đây tôi sẽ tiếp tục lên đây tôi review một cái lô đất thứ hai, là đất của cái anh này. Thì đây nhé các bạn nhé, tôi sẽ review cho các bạn cái lô đất thứ hai, cũng cạnh cái đấy luôn, cũng cạnh cái lô đất đấy luôn, và cũng là của anh em họ hàng của nhau các bạn nhé. Thì sẵn tiện tôi review luôn ba lô liên tục. Là lô thứ hai các bạn này, chiều rộng chính chủ là muốn cắt ra để bán là 5m, và chiều dài là khoảng 50m các bạn nhé, khoảng 40-50m các bạn, không biết chính xác bao nhiêu nhưng mà rất dài. Thì đối với là đất ở vùng, nếu mà đất nông nghiệp mà ở vùng phường thì cũng phải tầm 400m² thì mới tách sổ được các bạn ạ. Còn nếu mà là thổ cư thì phải tầm 200m² thổ cư thì mới tách sổ được các bạn nhé. Thì hiện tại lô đất này thì đang chờ hỏi xem có tách sổ được không các bạn. Cái lô 5m này thì đối diện đây thì cũng là một lô đất trống. Xung quanh đây thì nhà cửa cũng tương đối là san sát các bạn ạ. Dân cư ở đây thì phải nói các bạn là cực kỳ hiền hòa các bạn ạ. Tôi tiếp xúc với một số anh chị ở đây tôi thấy cảm thấy hết sức là thân thiện. Người dân thì chân chất, thật thà, thân thiện. Một khu vực phải nói là cảm giác an toàn các bạn ạ. Tự nhiên đến là tôi có cảm giác hết sức là an toàn khi ở cái khu vực này. Đấy, lô đất này mà tách sổ được thì sẽ rất là đẹp các bạn ạ. Lô đất này thì chính chủ cũng đang muốn bán với cái giá là khoảng 130 triệu một mét các bạn nhé. Để tôi nhân lên xem, 5 mét nhân cho 130, khoảng cỡ 650 các bạn nhé. 650 triệu. Và tôi sẽ xuống đây, tôi sẽ review cái lô đất thứ 3 cạnh cái lô đất này. Cũng là chủ, cũng là những anh chị em ở trong cái nhà này các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể liên hệ một hai số đấy là ra hết. Đây, lô đất này các bạn chú ý này, có mấy cái trụ điện này. Lô đất này sẽ mất khoảng vài mét vuông cho cái trụ điện này các bạn ạ. Nhưng mà trụ điện này thì cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu các bạn ạ. Các bạn thì cũng chủ yếu là nằm ở phía phần trước, phần sân thôi, không ảnh hưởng gì, vẫn rất ổn các bạn. Rồi, lô đất thứ 3 tôi sẽ, nó nằm ở ngay phía dưới này các bạn ạ. Cũng rất gần lô này nữa các bạn nhé, cách cũng khoảng tầm 20m thôi. Hôm nay là một cái ngày của nó đặc biệt các bạn ạ. Review liên tục 3 lô đất của anh chị em họ hàng cùng nhau trên cung đường Lê Niệm thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum các bạn. Thì do đất đai ở đây nó là đất thuộc thành phố các bạn nhé, nó khác so với đất thuộc các huyện, xã. Nhiều khi anh chị em các bạn xem nhiều những kênh YouTube khác thì là nó sẽ là đất thuộc các huyện thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với đất thuộc thành phố các bạn. Đây đất đây là đất nó thuộc trung tâm thành phố của huyện, của tỉnh Kon Tum các bạn. Đây lô đất thứ hai này các bạn này, lô đất này sẽ chiều rộng mặt tiền là 10m,
chiều sâu là 50m các bạn nhé. Nó khoảng 46m nhưng mà thực tế nó là 50m. Đất thì hết sức là bằng phẳng, đất cũng hết sức là đẹp, trồng cây, trồng cối, trồng hoa màu hết sức là ổn, trồng rau, trồng cỏ thì hết sức là đẹp luôn. Lô đất 400-500m2 các bạn ạ. Thì nó cách cái lô đất kia nó cũng tầm khoảng cỡ 20m thôi các bạn. Đấy, phía trước thì cũng nhà cửa các thứ rồi đầy đủ hết rồi các bạn. Ất giáp đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Phía này thì dân cư đông đúc hơn phía trên. Đây, phía dưới này thì còn là, nói chung là đất đai ở cái đường này tôi thấy đất nó còn rất nhiều. Thì giá bán của chính chủ đưa ra là cũng tầm khoảng cỡ 130 triệu một mét các bạn nhé. Thì cái lô này khoảng cỡ 1 tỷ 3. Đấy, giá cả thì cũng hết sức là hợp lý các bạn ạ. Cũng không có gì là phải lăn tăn cả. Đấy, hôm nay tôi cũng review cho các bạn là ba cái lô đất liên tục. Này các bạn xem hài lòng với cái lô đất nào để các bạn gọi điện cho chủ liên hệ trực tiếp các bạn nhé. Rồi tôi cũng xin kết thúc cái review ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy cho các bạn ủng hộ cho kênh chúng tôi bằng nút đăng ký kênh các bạn nhé.